Ngay sau khi tuyến quốc lộ 1 hoàn thành việc nâng cấp sửa chữa và mở rộng, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định tăng tốc độ cho phép với phương tiện giao thông lên tới 80 km/h ngoài khu dân cư. Với việc đường tốt, tốc độ tối đa tăng cao đã luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi các tuyến quốc lộ vẫn cho phép lưu thông hỗn hợp giữa ô tô, xe máy, xe thô sơ. Theo lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương, chuyện chạy quá tốc độ đối với xe khách là chuyện thường ngày. Thế nhưng, chỉ có cảnh sát giao thông bắn tốc độ và xử lý, còn thiết bị giám sát hành trình hầu như không phát huy. Cái việc mà kiểm soát hành trình trên của ngành giao thông vận tải thì cũng là một cái kiểm soát rất là tốt, nhưng mà nói mà để quán triệt kiểm tra được hết tất cả các trường hợp vi phạm tốc độ thì tao nghĩ là chưa thể làm triệt để được vấn đề kiểm soát về tốc độ đối với xe ô tô, đặc biệt là xe ô tô chở khách. Ngay trong tuần tra kiểm soát tốc độ xe khách, cảnh sát giao thông các địa phương cũng cho rằng chưa thể làm triệt để bởi các lái xe thường né tránh những nơi kiểm tra tốc độ, nhất là vào thời điểm ban đêm. Việc bố trí lực lượng và sử dụng máy tốc độ ghi hình ảnh để chỉ làm kiềm chế ở một quãng đường nhất định. Khi mà qua vị trí bán tốc độ thì lái xe lại tiếp tục phóng nhanh vượt ẩu. Cho nên là khi bố trí lực lượng lại phải thay đổi vị trí liên tục thì cũng chỉ là làm hạn chế phần nào đó trong cái quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông của lái xe thôi. Trong khi đó, phía doanh nghiệp vận tải hành khách lâu nay quản lý lái xe theo kiểu gắn trách nhiệm, tức là anh lái xe vi phạm luật hay gây tai nạn thì anh phải chịu trách nhiệm, chứ doanh nghiệp không có trách nhiệm đi xử lý cho anh. Đối với tốc độ thì bây giờ nói thực ra mà nói thì anh em người ta cùng lái xe người ta cũng dài gì người ta dài quá tốc độ. Vì người ta có cả giám sát hành trình, người ta có cả bản tốc độ, người ta có cả camera để quay trên đường. Người ta không dài gì vì doanh nghiệp cũng gắn trách nhiệm cho anh lái xe rằng nếu như anh bị cái phần tốc độ hoặc anh bị lan hoặc lên đỏ tất cả kiểu về luật giao thông anh đã học rồi thì anh phải chịu trách nhiệm bỏ lớn vào đây. Cho nên doanh nghiệp nó không chịu cái chuyện này. Cho nên cái đấy là cùng giảm đáng kể, cái đó để ràng buộc để giảm đáng kể cái chuyện tai nạn giao thông trên đường. Dù các doanh nghiệp vận tải và cả cảnh sát giao thông đều xử lý, kiểm tra giám sát hành trình, thế nhưng việc quản lý phần mềm giám sát hành trình ở Tổng cục Đường bộ Việt Nam hiện nay vẫn theo kiểu rất hình thức. Đặc biệt, phần quan trọng nhất của giám sát hành trình là để phát hiện xe chạy quá tốc độ, lái xe bất thường trong lưu thông, chạy không đúng luồng tuyến và thông báo ngay lập tức cho lái xe và cảnh sát giao thông nhằm phòng ngừa tai nạn thì hầu như chưa có mà lại chuyển việc xử lý này cho các sở giao thông vận tải địa phương. Hiện tại bây giờ thì bao nhiêu cái xe đang vi phạm ở trên cái đường này? Hiện tại trên hệ thống của Tổng cục đang ghi nhận ấy, thì như các anh các chị thấy là hiện nay đang có 700 cái xe mà đang có cái vi phạm tốc độ từ theo cái tốc độ quy định ở trên cái hệ thống của Tổng cục. Và như vậy là những cái mà vi phạm như thế này thì có được gửi đến kịp thời cho các cái lực lượng xử lý ở ngoài đường? Hiện nay thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam có giao tài khoản để vào hệ thống để theo dõi cho các sở giao thông vận tải. Và hiện nay thì theo chúng tôi được biết ấy, thì là các sở giao thông vận tải đã giao cái tài khoản này cho cái lực lượng thanh tra giao thông để mà có cái phối hợp kiểm tra rồi xử lý ở trên đường nếu cần thiết. Rõ ràng, việc quản lý hoạt động vận tải hành khách hiện nay vẫn tồn tại nhiều bất cập. Trong đó, quản lý thiết bị giám sát hành trình liên quan đến phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông vẫn còn lỏng lẻo. Khi doanh nghiệp bỏ mặc tất cả trách nhiệm cho lái xe, cơ quan quản lý chuyên ngành của nhà nước chưa có giải pháp quản lý thật nghiêm túc và chặt chẽ, thì những kẽ hở đó chắc chắn sẽ là một trong những nguyên nhân để dẫn tới những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như thời gian qua.